Tình trạng sức khỏe đáng báo động của Ngọc Trinh khi đóng phim với Minh Hằng, khán giả xót xa. Ngọc Trinh không chỉ nổi tiếng trong vai trò mẫu ảnh, mà còn là một nghệ sĩ lấn sân thành công sang lĩnh vực diễn xuất, bắt đầu bước lên màn ảnh rộng từ bộ phim Vòng Eo 56. Đến nay tuy không có quá nhiều tác phẩm nhưng mỗi bộ phim mà Ngọc Trinh tham gia đều nhận được sự đón nhận của khán giả. Năm 2021, Ngọc Trinh để lại ấn tượng với series Chị Mẹ Học Yêu sau 2 năm kể từ phim điện ảnh Vu Quy Đại Náo. Hiện tại Ngọc Trinh sắp sửa ra mắt phần 2 của Chị Mẹ Học Yêu và đang trong quá trình tham gia một dự án mới. Mới đây, một stylist nổi tiếng trong giới đã hé lộ những góc khuất khi Ngọc Trinh quyết định lấn sân sang mảng phim ảnh. Cụ thể, Ngọc Trinh đã chụp lại vùng da dưới bụng với những vết ửng đỏ đã khô cứng. Đây là hệ quả của việc Ngọc Trinh dầm mưa ướt sũng từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, khiến lớp biểu bì ở chỗ này bị viêm nhiễm nghiêm trọng. Ngọc Trinh tiết lộ tình trạng viêm da dưới bụng của mình đã ổn định lại sau thời gian điều trị, không chỉ cho thấy nỗi vất vả khi đóng phim, mà Ngọc Trinh có tiết lộ lời nhận xét của ca sĩ diễn viên Minh Hằng đánh giá về Ngọc Trinh. Trước đó Minh Hằng cũng từng khen ngợi: "Tôi không biết khả năng mọi người thế nào nhưng thái độ cầu tiến rất quan trọng hơn cả kỹ thuật diễn xuất. Đó là chìa khóa giúp các bạn thành công. Người diễn giỏi nhưng không dành tâm huyết cho vai diễn cũng không tạo được đột phá. Người chưa nhiều kinh nghiệm biết đâu có nhiều thú vị. Từ lúc đọc kịch bản tôi đã thấy Ngọc Trinh hợp vai này rồi. Tôi cảm nhận bạn ấy có nhiều tinh thần phấn đấu. Làm việc với người như vậy tôi cũng có cảm hứng hơn." Trong mắt mọi người, Ngọc Trinh cũng làm việc đến 1000% công suất. Trên phim trường, Ngọc Trinh rất nghiêm túc với mọi vai diễn và không ngừng rèn luyện bản thân trong những thử thách mới. Nếu chưa từng hợp tác với Ngọc Trinh thì sẽ không biết vì sao cô lại có được thành công như ngày hôm nay. Bên dưới bài viết, Thúy Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh để lại bình luận: "Trời ơi, phải có mặt ở đó mới thấy thương cỡ nào." Trong khi chính chủ Ngọc Trinh để lại những icon thả tim thể hiện sự đồng tình.